Chứng khoán bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ví nó một cách ví von một tí. Nó giống như là một cuộc đua marathon của những mã cổ phiếu mạnh và những mã cổ phiếu yếu. Và cái đích đến của chúng ta là gì ạ? Thì lát nữa em và anh chị hãy cùng nhau giải đáp. Mà nếu như anh chị ngày hôm qua đã coi cái video của em rồi thì chắc chắn anh chị cũng đã hiểu được cái đích đến của nó là gì rồi. Và thị trường hôm nay cũng đã ổn định hay chưa? Anh chị đã có thể vào thị trường lại hay chưa, hay là vẫn còn đang chờ đợi, đợi qua Tết chẳng hạn, hay đợi một lúc ổn định hơn thì lát nữa chúng ta hãy cùng làm rõ nhé. Và em xin chào anh chị, em là Nguyễn Trọng Thiện, người đại diện cho group Người Lái Đò, và hôm nay thật may mắn khi em và anh chị lại tiếp tục cùng nhau làm việc ở cái video này. Và không sẽ mất thời gian của anh chị, em xin đi đến cái phần muốn nói ngày hôm nay. Thì tổng giao dịch của chúng ta ngày hôm nay thế nào anh chị? Thật là một con số ít ỏi, chỉ 13.000 tỷ. Số cổ phiếu của VN Index thì sao ạ? Chỉ vòn vẹn 500 triệu cổ phiếu. Có phải rằng đã có một sức ép, đã có một cái gọi là một cái thế giới ngầm nào đó đang ngăn cản dòng tiền đi vào hay không? Thì điều này cũng có thể là đúng, cũng có thể là sai. Thì thế giới ngầm ở đây là gì ạ? Và tại sao họ lại ngăn cản dòng tiền đi mạnh hơn, hay là tăng mạnh hơn, hay là giảm mạnh hơn? Thì lát nữa chúng ta hãy cùng giải đáp nhé. Thì chúng ta hãy cùng đi sơ bộ qua, thì chúng ta thấy là top giao dịch ngày hôm nay thì vẫn không thể thiếu gọi là Hòa Phát được đúng không ạ? Techcombank hay là Kinh Kinh Bắc chẳng hạn đó. Và tiếp theo là một số mã cổ phiếu về dòng dòng banh, và có một gọi là nhân vật nổi bật ngày hôm nay đó là FPT, khi đã gọi là chạy trước, và nó là chạy trước, chạy tới đích trước những gọi là những nhân vật khác, những mã cổ phiếu khác, và có khi còn đang chạy vượt cả những mã cổ phiếu đó rất rất nhiều đó anh chị. Thì top dẫn dắt chứng khoán ngày hôm nay thì đã thiếu vắng gần như rất là nhiều những cổ phiếu trụ. Chỉ gọi là phiên chiều ngày hôm nay thì mới có được gọi là Vinhome có mặt mà thôi. Còn phiên sáng thì bốn mã đều gọi là đều đều đỏ hết. Mà chứng tỏ đó là điều gì anh ạ? Anh chị ạ? Chứng tỏ đó là một sự kỳ mã. Khi ngày hôm qua thị trường tăng thì bốn mã này là bốn mã tăng nhiều nhất và tăng có khối lượng giao dịch cao nhất. Nhưng ngày hôm nay đầu phiên sáng thì lại giảm, và phiên chiều có một chút sự nhích lên một tí để trở về lại cái vạch đích ngày hôm qua. Thì đó có phải là một sự dàn xếp đến từ nhà tạo lập để cho cái hướng đi nó được gọi là êm dịu hơn hay không? Đúng không ạ? Thì chúng ta hãy cùng coi thử cái thanh khoản ngày hôm nay. Thanh khoản ngày hôm nay quá thấp đúng không chị? Thấp hơn ngày hôm qua rất 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 nhiều. Rất rất nhiều. Khối ngoại giao dịch ngày hôm nay vẫn giao dịch rất là mạnh. Vẫn giao dịch rất là mạnh. Ngày hôm nay những mã cổ phiếu mạnh họ đều có giao dịch, những mã phiếu tốt họ đều có giao dịch cả. Thì ở đây là top những mã cổ phiếu họ mua ở đây vẫn tiếp tục là cái quỹ này. Nếu như anh chị có coi cái video trước của em, video ngày hôm qua, thì anh chị có thể biết được là cái quỹ này là nó mua những cái gì, nó bán những cái gì nha. Anh chị hãy coi lại video đó. Chúng ta có thêm một số nhân vật gọi là lạ trong này nữa. Top bán thì nổi bật là Bao. Bao. Bao cả cả về tự doanh hôm nay cũng bán Bao khá là mạnh. Tự doanh hôm nay bán Bao cũng khá là mạnh. Mua cũng khá là nhiều mà bán cũng khá là nhiều. Chứng tỏ rằng là ngày hôm nay là ngày của những nhà tay to, những tổ chức, những nhà big boy. Còn những gọi là nhân vật bán lẻ hôm nay có vẻ đã lúp bóng rồi, có vẻ đã tàng hình rồi hay sao. Thì chúng ta hãy cùng đi qua coi thị trường ngày hôm nay thế nào ạ. Thì thị trường ngày hôm nay em đã có đưa ra ba nhận định cho thị trường ngày hôm nay. Thì nhận định đầu tiên chiếm 50% khả năng đúng của em là cái thị trường sẽ đi sideways ở đây.
Mà đi sideways như thế nào thì hôm video hôm qua em đã có nói cho anh chị. Nếu như anh chị có coi thì anh chị có thể hiểu được thị trường ngày hôm nay nó đi có đúng là những lời em nói không ạ? Cái view ngày hôm qua em nói là gần như nó sát sàn sàn với thị trường ngày hôm nay luôn, rất là sát. Đây anh chị đợi một xíu Thì nha. chúng ta nhìn nhận này. Đây đây em có phải em nói không ạ? Nó sẽ tiếp tục đi đi sideways ở đây, và cái biên độ dao động càng ngày càng hẹp và càng ngày càng hẹp, cho tới một lúc nào đó nó sẽ bứt lên, bứt lên, và tính lúc đó nó sẽ tạo con sóng 5, con sóng 5. Vậy bây giờ đã là cái con sóng sóng 4 rồi, và tiếp tục nó sẽ bứt lên để đi một con sóng 5. Đây đây là con sóng ADR 1 2 3 4 và tiếp tục sẽ tạo sóng 5. Thì đó là những gì em muốn nói. Vậy cái cuộc đua marathon mà em muốn nói ở đây là gì ạ? Là cái cuộc đua của những cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu yếu. Đây, hôm qua em có nói rõ về vấn đề này rồi, đúng không ạ? Thì đó là cái cuộc đua của những cổ phiếu mạnh và những cổ phiếu yếu. Hôm nay em cũng có đưa một cái nhận định cho bên khách hàng của em về cái vấn đề này. Đây, khả năng 1, đây anh chị đọc nhé, em đọc cho anh chị nhé. Khả năng 1 là nó sẽ tiếp tục đi tích lũy tại cái vùng giá, và sau đó nó lại sẽ bật lên, và khả năng sẽ là 50% diễn biến. Khả năng 2 là gì ạ? Khả năng 2 sẽ là một đợt giảm giá về lại cái vùng hỗ trợ 1080, và đây là cơ hội để chúng ta có thể mua. Và em đề cập với khách hàng em như vậy, tại vì chúng ta đã xác định là cái đáy rồi, xác định là cái đáy nó ở chỗ nào rồi, và khả năng nó sẽ không về lại cái đáy, và nó sẽ đi những cái vùng cận kề cái đáy thôi. Nó đang giờ đang là một cái ốc đảo, và chúng ta sẽ trôi nổi ở phía trên. Đó là gì muốn nói. Khả năng thứ ba là gì ạ? Là sẽ giảm về 1032, nhưng sao ạ? Nhưng sẽ không bị phá vỡ cái đáy đấy, không sẽ bị, không bao giờ, sẽ rất khó phá vỡ được cái đáy 990. Và đây là cơ hội tốt nhất đối với em, là cơ hội một tốt nhất để anh chị có thể cơ cấu và chọn những mã cổ phiếu tốt, những mã cổ phiếu mà chạy về đích trong cuộc thi marathon marathon MA20, cái đường trung bình MA20. Thì tại sao em lại muốn nói như vậy ạ? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thử, đúng không ạ? Thì em sẽ cùng ví von với anh chị một tí nhé. Thì có phải ở đây sẽ là một cái đích đến không ạ? Một cái vạch đích đến ở đây. Vậy những mã cổ phiếu mạnh là những mã cổ phiếu như thế nào anh chị? Những mã cổ phiếu mạnh là những mã cổ phiếu đã tới đích đây rồi, đã tới đây rồi anh chị, đã tới ở đây rồi, đã tới đây rồi, hoặc là ngày hôm nay mới cập kè chạm cái này. Và tiếp theo nữa là những mã cổ phiếu sẽ đã tới đây luôn rồi, đó là những mã cổ phiếu về FPT hay là Techcombank, là những mã cổ phiếu đã về tới đây luôn rồi. Còn những mã cổ phiếu yếu hơn nữa là những mã cổ phiếu mà hôm nay vẫn cập cản ở khu vực này, vẫn chưa thể nào đi về đây được, nó còn một gọi là chặng đường rất là xa. Đó là những mã cổ phiếu yếu. Thì những mã cổ phiếu yếu này sẽ đi sau, và nó sẽ đi sau cái con sóng 5 mà em đã nói. Thì những mã cổ phiếu yếu như thế này là những mã cổ phiếu như thế nào ạ? À? Là những mã cổ phiếu, em sẽ ví dụ cho anh chị thấy nha. Nó sẽ là những mã cổ phiếu như là BID. BID bây giờ vẫn chưa về được đường MA20, là nó là một cái mã cổ phiếu yếu. Trong khi thị trường chung đã về ngày hôm qua rồi. Đã về ngày hôm qua rồi. Đã về đây ngày hôm qua rồi, và đang gọi là tích lũy ở đây. Và đây là một hướng đi rất là tốt, tích lũy như vậy là càng tốt. Vậy là vẫn là tốt. Thì những mã như thế này hay là CTG. Đấy. CTG vừa mới chạm lên chị, rất là tốt, một phát đi bứt phá này anh chị thấy không ạ? À? Một phát đi rất là nhanh, đi bứt phá mấy cây liền để về được. Hay là SHB, SHB là một mã cổ phiếu bây giờ vẫn chưa thấy cái đường MA100, chỉ hiếm chỉ đường MA20 đúng không ạ? Nó là một mã cổ phiếu rất yếu,
một mã cổ phiếu rất được rất nhiều người trông chờ, nhưng nó lại đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Anh chị có cảm thấy rằng khi mà anh chị nghĩ ra một cái điều gì đó nhưng nó lại không xảy ra không ạ? Thì đó chính là mã cổ phiếu SHB này đây ạ. Rất nhiều hội nhóm họ đề cập nhưng rồi nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ không về được cái đích đến của nó. Và cuộc đua marathon này nó chỉ trao giải cho những người về đích đến mà thôi. Và những người được giải nhất, giải xuất, giải đặc biệt, giải nhì hay giải ba là những người mà chúng ta chọn, là những mã cổ phiếu sẽ đi như là FPT. FPT là những mã cổ phiếu chúng ta nên trao giải đặc biệt hay là xuất sắc cho nó. Tại vì nó đã chạy về mà nó còn đi một đường chặng đường rất là xa so với thị trường. Nó đã bắt đầu đi cái con sóng năm của thị trường rồi. Hay là Techcombank cũng vậy. Techcombank đã về, nó đã gãy rất là ít khi gãy, nó đã vừa gãy nó phải về ngay tức lại. Đó, và những mã cổ phiếu này với những mã cổ phiếu mạnh đó anh chị. Hay là Vinhome. Đấy, một mã cổ phiếu là về lại thì những sức mạnh của nó. Chúng ta hãy nên chọn những mã cổ phiếu này khi mà thị trường có một nhịp điều chỉnh anh chị nhá. Khi thị trường có một nhịp điều chỉnh nào đó thì cơ hội của anh chị là anh chị hãy chọn những mã cổ phiếu mạnh như thế này để anh chị đầu tư. Và đặc biệt nhất là dòng banh và dòng bất động sản là những dòng mà đã chạy kịp về đích. Còn những dòng vẫn chưa chạy kịp về đích là những dòng nào anh chị? Là ví dụ như những dòng về chứng khoán này, SSI này, SSI vừa ngập ngưỡng vẫn chưa lên được này. Đó, đúng không ạ? Vẫn chưa, hầu như đây hôm nay đã cuối cùng đóng trần để cố gắng chạy về như thế này được, nhưng đóng cửa vẫn ở đây. Hay là SHS đã về lại được rồi. SHS đã về được rồi anh chị ạ. À? Nó chứng tỏ nó cũng mạnh, rất là mạnh đó anh chị. Nó đã về được rồi. Khả năng nó đi tích lũy ở đây. Nếu như anh chị có hàng thì anh chị, nếu như anh chị có hàng á thì anh chị hãy gọi là, em nghĩ là anh chị lên giữ lại hoặc là bán ra ở đây khu vực này thôi. Tại vì khả năng nó sẽ đi tích lũy ở đây vài phiên và có thể lâu hơn nữa thì nó mới đi được. Hay là đó, thì những mã này đã vừa gần như ngày hôm nay mới bắt đầu cố gắng chạy gọi nước rút về được nè. Hầu như mã tốt là cố gắng chạy nước rút về. Hay ngành thủy sản thì rất nhiều ngành vẫn chưa về được đó, như ANV hay là Vĩnh Hoàng đó, rất nhiều mã cổ phiếu. TNG thì hôm nay có một pha đóng trần, rất nhiều mã vẫn chưa về được đúng không ạ? Hay là về xăng dầu thì sao ạ? Xăng dầu thì chúng ta cũng sẽ có những mã tốt, những mã về, nhưng như là mã BVT là những mã đã chạy về rồi. Hay là BVD đúng không ạ? Đó là những mã tốt đã chạy về rồi. Thì thị trường đã ổn định hay chưa? Thì thị trường gần như là chúng ta đã nắm được 90% hướng đi của thị trường, 90% hướng đi của nhà tạo lập rồi. Thì tùy theo cái đánh của anh chị thôi. Nếu như anh chị đầu tư chắc chắn thì anh chị có thể đợi nó tích lũy thêm vài phiên, và khi nó thể hiện một cái bứt phá ngay đây, và kèm theo đó nữa nha anh chị, kèm theo đó chúng ta không thể thiếu đó là cái thanh khoản, cái khối lượng volume ở đây. Nếu mà cái volume ở đây nó cao hơn cái đường trung bình là đã là một cái đường gọi là bình thường rồi, chị thấy nha. Nó bắt buộc nó cần phải cao hơn nữa. Chị đợi một xíu. Chị thấy không? Cái thanh khoản ngày hôm nay thế nào ạ? Rất là thấp. Thấp, gần như là thấp cạn kiệt so với những năm. Chúng ta cần phải những cây thanh khoản cao như thế này nè thì chúng ta mới đi được. Thị trường chung mới đi xa được. Chứ không phải những cây thanh khoản như thế này. Những cây thanh khoản thế này là những cây thanh khoản đang tích lũy. Những nhà đầu tư chán nản họ sẽ rời khỏi ở ngay bước này, và những nhà đầu tư họ muốn ăn Tết họ sẽ cũng rời ngay bước này, và sau Tết một tuần họ mới bắt đầu trở lại cuộc chơi của mình, đúng không ạ? Thì đây là vẫn đang ở trong cái chu kỳ tích lũy của nó, và khả năng của nó sẽ là 50%, và khả năng gọi là nếu thanh khoản thấp như thế này thì có khả năng nó sẽ giảm lại. Đó, giảm theo cái ba khả năng em có nói. Một là 30%, hai là 20%,
đối với từng ngưỡng của nó. Khả năng nó giảm về lại 990 thì rất là khó nha anh chị, tại vì nó đã tạo ra cái đáy của nó rồi, có đáy rồi. Thì anh chị có thể thấy ở đây những cái năm trước cũng vậy, những năm trước nó cũng tạo xong cái đáy rồi thì bắt đầu nó tăng, nhưng mà nó phải đi sideways này anh chị thấy không, nó phải đi tích lũy ở đây mấy phiên đã thì nó mới chạy được. Những phiên này khối lượng thế nào à? Rất là ít đúng không ạ? Đến một khi khối lượng cao lên như thế này thì nó bắt đầu đi được đấy, hay như thế này cũng vậy, khối lượng rất là ít đúng không ạ? Nhưng phải đợi một cái phiên của nó xác thực nó phải đi được, đợi một cái pha nó xác thực nó mới đi được, nó đều phải có một pha nào đó tích lũy lại nó phải đi tiếp được đó anh chị. Thường thường là sẽ là như vậy. Nếu như chúng ta vội vàng, nếu như chúng ta vội vàng vào hết tiền tài sản dùng margin ở đây ngay lúc này thì rất ảnh hưởng rất nhiều cho chúng ta khi mà thị trường vẫn chưa hoàn toàn nói lên tất cả được. Vẫn có thể giảm xuống ở mức này đúng không ạ? Nếu mà giảm ở mức này mà mã của anh chị giảm sâu thì có thể gọi là bị call margin, rất là đơn giản đúng không ạ? Nên chúng ta hãy cân nhắc kỹ. Và tại sao lúc này em có nói là những mã trụ, là những mã dẫn dắt thị trường đang, những nhà đầu lập đang dựa vào những mã đó để chèo lái thị trường, tại sao em lại nói như vậy? Anh chị hãy cùng coi nha. Ví dụ như là Vinhome này, anh chị hãy cùng so sánh thử cái hướng đi của nó thử nha nha, em thử vẽ nha, coi nó có đúng không ạ. Ví dụ như em sẽ vẽ từ đây đi, vẽ từ đây đi, đây nó sẽ đi xuống đây đúng không ạ, sau nó sẽ lên đây, lại về đây, lên trên này, đây như này. Anh chị có thấy giống với VN30 không ạ? Hay là giống với VN-Index không ạ? Chúng ta cùng so sánh với VN-Index nha. Có giống nhau không ạ? Thấy có chữ W em đang vẽ không ạ? Cái hướng đi của nó giống, có giống nhau không ạ? Rất là giống luôn ạ. Hay là chúng ta lại nhìn thêm một mã như là Vietcombank cũng vậy. Vietcombank em đã vẽ là gì thế không ạ? Rất là giống. Nó những nhà tạo lập họ dựa vào bốn cái trụ của mình để nó đi, bốn cái trụ để nó dẫn dắt thị trường, nó dèo lái thị trường, cho cái thị trường nó tích lũy hay là không tích lũy, cho nó đẩy xuống hay là đẩy xuống, hay là không đẩy xuống, hay là tăng giá như thế nào, nó đều dựa vào bốn con trụ này cả. Anh chị hãy để ý, đều dựa vào những con trụ này cả, đều dựa vào những con trụ này cả. Thì chúng ta hãy, bây giờ chúng ta hãy cùng đi qua những mã cổ phiếu thử. Thì dòng banh, dòng banh thì những mã tốt đã về MA20 cả rồi, còn những mã yếu thì vẫn đang cố gắng về. Mà những mã yếu em cưng, em khuyên mọi anh chị là những mã yếu nó chạy sau, nó về được MA20 anh chị bán đi, anh chị để đồng tiền đó anh chị đi đầu tư những mã mạnh. Như video hôm qua đã nói, đầu tư những mã mạnh rồi sau đó cái sóng của những mã mạnh nó chạy hết rồi, anh chị mang đồng tiền đó anh chị đi đầu tư lại những mã yếu, đi đầu tư lại những cái mã yếu, cái mã yếu nó sóng nó mới bắt đầu chạy, thì lúc đó chúng ta đi đầu tư, chúng ta có thể đầu tư được hai lần, lợi nhuận được hai lần khi mà chúng ta cứ bỏ tiền vào một cái mã yếu như thế này và chờ đợi nó có một cái lực tăng, thì đến khi nào nó mới tăng đúng không ạ? Anh chị thêm nói đúng không ạ? Thì đó, như những mã yếu như này, Techcombank thì chúng ta cần phải chờ đợi, chúng ta có thể vào đây được rồi, tại vì nó là một những mã có thể đi số 5, em khẳng định. Nếu như anh chị đầu tư gọi là dài hạn, một trung hạn một tí, thì Techcombank chỉ có thể vào ở đây, vào gọi là lấy hơi đây, lấy hơi thôi nha. Và sau đó anh chị vẫn có thể đầu tư dài hạn, mà những mã này là những mã đi số 5 đầu tiên, hay là những mã đi tốt, hay là những mã tốt đều đã lên đường MA20 rồi, như là STB cũng vậy đúng không ạ? Mã Kinh Long Banh này vẫn chưa thể lên được. CTG cũng cố gắng chạy nước rút lên anh chị, chứng tỏ nó đã có một cái sự cố gắng. Hay là những mã như là BID cũng vậy, hay là Aribank đóng chừng hai phiên để có thể chạy về là được đường MA20 đó anh chị. Nhìn thấy cái đường này nó có quan trọng mà, cái đường này đường đánh dấu cho một mã phiếu mạnh hay yếu sau này đó anh chị. Đó, như mã về là anh chị hãy cân nhắc như mã mạnh nha, còn như mã yếu thì những mã yếu thì anh chị hãy để nó trở về là được cái vùng MA20 trong sắp tới, thì anh chị hãy bán nó và để đồng tiền nó đợi những mã mạnh nó vừa tích lũy xong thì nó chạy, anh chị hãy mua những mã đó để anh chị có một lợi nhuận. Và sau đó những mã yếu của anh chị bán ra rồi,
nó lại tích lũy, và anh chị mang đồng tiền lời từ cái việc anh chị đầu tư vào mạng cổ phiếu kia, anh chị lại tiếp tục đầu tư vào cái mạng cổ phiếu yếu mới bắt đầu chạy, thì có phải là đó là một sự tuyệt vời không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Khi mà một mã cổ phiếu, khi mà một mã cổ phiếu nó tốt thì nó đã chạy ở đây, nó đã chạy, tại vì nó đã tích lũy rất lâu rồi, nó chạy rồi. Còn những mã yếu là lúc là bây giờ nó với cái lúc nó tích lũy bên này thì lúc đầu nó mới chạy lên được cái vùng này để nó tích lũy. Rồi khi mà cái mã mạnh nó đã ăn được đồng tiền trên này rồi, mình đã ăn được đồng tiền trên này rồi, thì mã yếu mới bắt đầu chạy. Thì đó là cái cơ hội chúng ta bỏ đồng tiền là chúng ta ăn khúc này. Đó là cái hướng đi đầu tư đó chị. BID cũng đang rất là yếu. Vietcombank đã về được rồi. Đấy, MBB cũng vậy. Tiên Phong Bank cũng vậy. HD Bank đang cố gắng này. Cố gắng gần chạm rồi nha. Chứng khoán hay sao? Chứng khoán hôm nay gần như là mã nào cũng xanh tốt. Mã nào cũng xanh tốt anh chị. Cuối phiên thì có một pha dập lại thôi, còn hầu như mã nào cũng xanh tốt, có nhiều mã đóng chân nữa, nhưng mà chỉ có vài mã được về vùng MA20 chạm được thôi, còn một số mã vẫn đang cố gắng chạy. Đấy. vẫn đang cố gắng chạy, những mã tốt thì đã về rồi, như là MBS này, SHS này, hay là VCI này, hay là SI vừa chạm rồi, đúng không ạ? VND cũng vậy, cũng rất là mạnh đó anh chị. Thì những mã về bất động sản hay sao ạ? Bất động sản thì BCM là một mã gọi là chưa xuống tận M20, nó chỉ ở luôn luôn ở phía trên, chứng tỏ đây một mã mạnh. Và cái sóng đi của nó em nghĩ nó còn phải lên tới được 70 đó anh chị. Đây một mã anh chị hãy đợi và cân nhắc nha. Như Novaland cũng vậy, là một mã rất là mạnh. Thị trường giảm nó vẫn có thể tăng được. Đất xanh cũng vậy. Đây là một những mã rất là mạnh. Chị nên cân nhắc đầu tư vào những mã này trong tương lai, chứ đừng có đầu tư những mã yếu. Để rồi sao à? Để rồi khi mà nó bị thị trường đè, thì những mã yếu là những mã nó vẫn chưa về được cái vùng tích lũy, thì nó lại tiếp tục hạ tiếp, nó bị tiếp tục bị hạ xuống nữa. Đó là cái cách đè của nhà tạo lập đó anh chị. Chị hãy cân nhắc nha. Đấy. Vẫn đang cố gắng chạy này anh chị. Tuy rằng mã này giảm rất sâu nhưng mà vẫn đang cố gắng chạy. Đây, đã cố gắng ngấp nghé về rồi anh chị này. Và đây em nghĩ là một trong những mã sau này sẽ đi cùng với sóng thị trường đó anh chị, tại vì mã này vẫn chưa đi nhiều, tích lũy rất là lâu rồi. Tích lũy rất là lâu rồi và chưa đi được nhiều, anh chị nên cân nhắc mã này nha. Thì chúng ta có BHR là một mã em khá là thích, nhưng mà bây giờ nó đang thể hiện cái sự gọi là hụt hơi của nó. Hay là Châu Đốc thì sao ạ? Châu Đốc thì đã về rồi này anh chị nè. Rất là tốt. Đấy, những mã thế này chúng ta phải lên đầu tư đó anh chị. Hay là DND. DND thì đang cố gắng chạy nè. Điểm này điểm bứt phá này. Khả năng chạy sẽ về lại được vùng này. 23. Kinh Bắc thì sao ạ? Kinh Bắc thì em không hiểu tại sao đây một mã cổ phiếu mà để mà nói là nó đã đi cuối đoạn đường của một pha đẩy giá rồi. Và rồi sao ạ? Và rồi em vẫn không thể hiểu được báo cáo tài chính của nó rất rất xấu. Nhưng mà bây giờ nó lại vẫn xanh lại lại được. Đó là một điều em vẫn không thể hiểu được với mã cổ phiếu này nha. Nếu như anh chị hiểu anh chị hãy comment ở dưới giúp em nha. Thì như là Vinhome, đó Vinhome rất là mạnh đúng không ạ? Khang Điền cũng vậy. Cũng rất là mạnh. Những mã thế này với anh chị mới lên đầu tư nhé. Còn những mã mà yếu thì anh chị đợi nó về M20, anh chị hãy bán đi. Anh chị hãy đợi những mã này nè, nó tích lũy này thì anh chị mua này. Tích lũy xong thì anh chị mua này. Còn bây giờ chúng ta đã mua mới được những mã hay chưa thì anh chị hãy từ từ. Khi theo em thì vẫn từ từ. Điểm mua mới, cơ hội vẫn luôn luôn còn. Nhưng mà chúng ta có đủ khả năng để nhìn nhận ra một cơ hội hay không? Và nếu như anh chị bận bịu hay là đang gọi là mất nhiều thời gian, không có thời gian tập trung vào chứng khoán, thì anh chị có thể liên hệ qua em để mở tài khoản. Và em sẽ là người quản lý tài khoản anh chị, giúp cho cái lợi nhuận anh chị tăng tốt nhất. Kèm theo đó là em có thể là tối ưu hóa được cái tài sản của anh chị một cách tốt nhất, tránh mọi rủi ro. Thì anh chị có thể liên hệ em qua
những cái thông tin từ đây như là số điện thoại, Zalo hoặc là nhắn tin vào bay cá nhân hoặc là Facebook cá nhân, hay là chị có thể tham gia cái group chat này cùng hội nhóm bọn em. Thì nếu như chị mở tài khoản bên em thì em sẽ gọi là thêm chị vào trong cái room VIP. Tại đây em sẽ cập nhật cho anh chị những điểm mua, những điểm bán hợp lý nhất kèm với đó, là em luôn luôn update cho anh chị. Update cho anh chị cái gì ạ? À? Một cái danh sách của cổ phiếu mà tuyệt vời nhất trong năm 2021, kể cả về vĩ mô, kể cả về báo cáo tài chính nữa. Em luôn luôn làm những điều như vậy để tốt nhất cho anh chị. Thì cái video của em tới đây cũng xin kết thúc thôi. Tại vì hầu như các mã cổ phiếu nào nó cũng đi theo một kiểu, đó là đi hai kiểu. Một đó là đã về vùng MA 20 và tích lũy. Hai là vẫn chưa về vùng MA 20 và đang cố gắng chạy về để tích lũy. Thì anh chị phải biết chọn lựa những mã cổ phiếu mạnh để anh chị đi đường dài, chứ anh chị đừng chọn những mã cổ phiếu yếu. Và mã cổ phiếu mạnh, mã cổ phiếu yếu như thế nào thì lúc vừa rồi em đã có nói rồi. Thì chúng ta hãy chọn những mã cổ phiếu đó nha anh chị. Và em cảm ơn anh chị đã coi cái video của em, và rất mong anh chị hãy để lại một like ở đây cũng như một cái đăng ký kênh để có thể ủng hộ em tốt nhất, và em có thêm nhiều động lực để em làm những video tuyệt vời và những nhận định thị trường tuyệt vời nhất cho anh chị. Và video em cũng tới đây kết thúc thôi, và em tạm biệt anh chị và chúc anh chị một ngày làm việc ngày mai thật là tuyệt vời, và gọi là tím cả danh mục đầu tư của mình. Kèm theo đó là chúc anh chị gọi là gần đến Tết rồi, có thể một cái Tết gọi là tuyệt vời bên gia đình và ấm no. Và em xin chào anh chị ạ. Hẹn anh chị ở một cái video ngày mai.